Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình giới thiệu quý vị các bạn một cái kèo khá là hấp dẫn. Đó là một cái ví có tên là Harvest Moonbot. Thì đây sau khi mà mình đã đăng ký thành công thì và các bạn tạo lập một cái mã để một cái password để có thể vào được cái app Harvest Moon này. Thì các bạn mỗi một lần vào thì các bạn sẽ thực hiện nhập và unlock cái app này lên. Đây là cái giao diện để vào app đào cái đồng Harvest Moon này các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là số dư tích lũy được này, đây là tốc độ khai thác này. Đấy, sau đây là quãng thời gian còn lại để các bạn có thể vào một phiên khai thác mới. Thường thì sẽ sau tầm khoảng 1 tiếng. Đấy, mỗi một lần thì cái quả mặt trăng này nó nhấp nháy thì là các bạn tích lũy được số point điểm nó cộng dồn lên đây. Đó, thì cái link đăng ký ở đâu? Ở đây các bạn nhé, link này. Và con này thì đào ở trên Telegram đó. Thì khi mà các bạn đăng ký cầm tạo lập hay là có một cái mật khẩu gì của app nó tạo ra thì các bạn nhớ lưu lại, cất giữ lại cẩn thận. Các anh em lưu ý một chút này, sau khi mà đăng ký tạo lập tài khoản, đăng ký các kiểu, lưu mật khẩu ví các kiểu rồi, có thể các anh em sẽ chưa ra được cái giao diện app đào như thế này đâu, thì các bạn phải làm như nào? Đó, thì các bạn sẽ theo dõi giúp mình. Các bạn sẽ theo dõi giúp mình một cái thông báo mình có thể mình chia sẻ ở trên trang Twitter của kênh Invest TV, hoặc cũng có thể là các bạn sẽ theo dõi một số những cái bài đăng ở trên kênh YouTube của chúng mình để làm gì? Để lấy cái thẻ vàng. Thực ra thì mình cũng khá là thắc mắc với cái việc là dự án họ cũng lằng ngoằng khi mà cho anh em đào nhưng mà lại chia nhỏ các cái suất để tham gia vào cái dự án này. Mỗi ngày khi mà mình vào một phiên khai thác mới thì mình được cấp một cái thẻ và chỉ có 3 bạn đầu tiên tham gia vào kích vào cái đường link nhận cái thẻ vàng này thì mới join vào được cái app đào chính thức của Harvest Moon. Đấy, đây là cái bài đăng trên kênh Twitter của mình. Thì bạn nào khi mà đăng ký app xong xuôi dưới mã mời của mình rồi thì các bạn canh me vào lấy cái đường link này để có thể nhận được cái suất đào để ra cái giao diện giống như vừa mình khai thác đấy. Thực sự nó cũng khá là bất tiện nhưng mà hy vọng rằng là đây sẽ là một kèo ngon. Nó khó khăn thì chúng ta sẽ có được cái giá trị của đồng coin cao sau này. Thì kênh Invest TV trên Twitter của mình là đây. Đây các bạn nhé, thì mình sẽ cập nhật thường xuyên cái thẻ vàng này, ticket vàng này để cho các anh em có thể vào để claim cái đồng coin Harvest Moon này. Bạn nào nhanh thì sẽ lấy được một trong ba suất đầu tiên này, còn bạn nào mà chưa kịp thì các bạn cũng sẽ cố gắng để chờ một tiếng sau thì mình sẽ cập nhật lại. Nó khá là bất tiện thế nhưng các bạn thông cảm, các bạn có thể follow thêm cả kênh X của chúng mình để có thể vào nhận cái đồng coin này khi mà mình có thông báo mới nhé. Hy vọng cái kèo này sẽ là một cái kèo ngon hấp dẫn để chúng ta có thể theo đuổi để có thể kiếm được một chút gì đó, biết đâu được con iPhone các bạn nhỉ. Ok các bạn nhé.